Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe bài văn Tả một người ở địa phương em sinh sống. Mời các con tham khảo. Tập làm văn, đề bài Tả một người ở địa phương em sinh sống. Tả chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng dân phố, bà cụ bán hàng. Bài làm Mọi người trong xóm em đều kính mến bác Bảo, bác trưởng xóm đầy tinh thần trách nhiệm mà hòa đồng. Đến nay, bác đã làm trưởng xóm cũng được gần chục năm rồi. Nhà em gần ngay nhà bác Bảo nên ngày nào em cũng bắt gặp dáng hình thân thuộc của bác. Năm nay, bác đã ngoài 60 tuổi. Ngày xưa, bác đã từng sống trong quân đội nên ngoại hình và tác phong của bác đều đậm nét một người bộ đội dáng người bác cao cao đậm người từ xa đã có thể nhận ra mái tóc hoa râm gọn gàng để lộ vầng trán cao rộng đầy quyết đoán gương mặt bác gầy gầy nghiêm nghị mà ẩn sau đó là sự dễ gần đôi mắt bác nhìn có vẻ xa xăm và ánh lên vẻ hiền từ hòa nhã nước da bác ngăm ngăm đen nhưng rất rắn giỏi cái miệng tươi hay cười đẹp nhất là đôi mắt của bác to đen ẩn dưới ẩn dưới đôi lông mày rậm. Đôi mắt ấy của bác có lúc sáng lên lạ lùng. Điều đặc biệt ở bác mà ai cũng nhận ra là giọng nói sang sảng. Có khi từ xa, chưa nhìn thấy bóng người đâu, nhưng nghe giọng nói ai ai cũng biết bác trưởng xóm đến. Gặp bác ai cũng cười vui vẻ. Chân bác bước đi nhanh nhẹn, chắc chắn như anh bộ đội duyệt binh bác thường xuyên quan tâm đến mọi người đầu trên xóm dưới ai có việc gì cần bác đều đến tận nơi giúp đỡ có gia đình vợ chồng cãi nhau bác đến hòa giải nhà có người ốm bác đến hỏi thăm tận tình nhà ai có con thi đỗ đại học bác cũng đến chia vui ai cũng cảm động trước tấm lòng của bác trong công việc bác luôn nghiêm túc chấp hành đúng quy định của xóm để làm gương lãnh đạo xã nhất là chú Long chủ tịch xã. Rất nể và quý bác, thấy bác lúc nào cũng bận rộn với công việc của xóm. Mẹ em thường nói làm trưởng xóm công việc thì nhiều mà chẳng có quyền lợi gì đâu. Những người làm trưởng xóm là phải nhiệt tình lắm, có trách nhiệm với bà con lối xóm lắm mới được làm, mới làm được lâu như bác ấy. Nhờ những cố gắng, nỗ lực của bác mà xóm em quy củ hơn hẳn. Không có gì gia đình nào đánh nhau hay trộm vặt nữa. Đã mấy lần xóm được xóm em được vinh danh xóm văn hóa tiêu biểu. Em và mọi người trong xóm rất yêu quý và kính trọng người hàng xóm đặc biệt này. Bài văn tả một người ở địa phương, phương em sinh sống đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay các con bấm nút thích chia sẻ cho các bạn cùng xem bạn nào chưa đăng ký vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh dạy con học tiểu học nhé cô chào các con